Gator Fest xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ là hai nhân vật vô cùng quen thuộc, đó chính là người dẫn đường và kẻ gây rối. Xin mời. Hey. Hey. À, thêm bảy ơi, thêm bảy ơi. À, dạ, chào anh. Mình bên chi hội phụ nữ nào vậy? Nãy con nghe bé Lộc là hê một cái không? Có. Tôi tưởng Lộc nhảy ra rồi phun lửa gì đó chứ ra chỉ có đi cách mất vậy thôi hả? Anh này là bên chi hội phụ nữ là mấy chị mới thiếm hay đi vận động là kế hoạch quá gia đình. Ý là anh phát khen em chỉnh chạc, Dạ. Sao đứng hay lắm cái bộ đồ gì mà nha. Em bước ra rất kêu xa, sao em quay lại là sau lưng em thiết bị không? Ủa? Nhìn em như người máy vậy đó, sau lưng em thiết bị không? À, tại vì cái này phải nói để gắn cục tại nói. Tại sao biết anh nói em là bên chi hội phụ nữ không? Dạ sao vậy? Tại sao bữa nay chọn cái tông màu là nhìn nó đầm thắm, nó phụ nữ hẳn ra vậy? Tại vì là em quay chương trình này rất là nhiều rồi. Ừ. Và em thấy là chương trình mình thiếu màu tím. Thiếu màu tím? Dạ, thiếu màu. Ở đây có xanh, đỏ, vàng mà không có tím ha. Đó, thì đó, bởi vậy đặt mai liền. Nhìn em rất là chững chạc. Và đứng đắn nhiều, nhìn nó trưởng thành lắm. Dạ. Nó vượt trội hơn với cái độ tuổi của mình, cho nên rất mọi người sẽ nữ. Rất tin em. Không thích làm người lớn. Không người lớn mà làm sợ quá, tôi sợ quá. Ôi, sợ quá đi. Ok. Ủa, em làm cái nét vậy là ai dẫn người ta? Anh phát khởi vậy đó, anh phát không có được bắt trước tụi em. Chúng ta vừa làm quen với người dẫn đường và kẻ gây rối. Còn ai dẫn đường, ai gây rối chúng ta chưa biết được. Và đó chính là sự bất ngờ của chúng tôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với đội chơi đầu tiên. Xin mời. Chào hai bạn. Hai bạn giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được biết đi nào. Chào tất cả mọi người, mình tên là Khoa. Hiện tại mình đang là nhân viên văn phòng. Dạ, chào mọi người, em là nhân viên văn phòng cùng team với lại Khoan. Ừ. Trời ơi, giọng bạn tên dễ thương gì? Quá vậy? Em tên Tuyền ạ. Tuyền, trời ơi, giọng nói dễ thương. Tưởng em tên Sơn Ca chứ, giọng như Sơn Ca. Rồi, hôm nay mình tới đây mình có đề ra mục tiêu là mình gom khoảng bao nhiêu tiền về không? Dạ, có nhiều em gom nhiều anh. Có nhiều gom nhiều. Lớn nè, đi chơi là phải vậy chứ, máu lửa. Rồi mình lấy tên đội là gì? À, tụi em lấy tên đội là Tỷ lệ. Ủa, may mắn đâu? Đội mình thiếu may mắn hả? Đụng tỷ là đổ lệ. Trời ơi. Yeah. Là khát khao tới chương trình lấy cả tỷ lần đó. Hay đó khó. Chương trình này hên dữ lắm cũng lấy được mấy chục triệu rồi, cao lắm rồi. Hy vọng là chúng ta mang thật nhiều niềm vui về. Xin mời hai bạn về vị trí. Và đó chính là đội tỷ lệ. Ngay bây giờ sẽ là đội chơi thứ hai. Xin mời. Xin chào anh chị. Anh chị giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được biết đi. Em chào mọi người, em tên Nguyên. Hiện tại em cũng đang là nhân viên văn phòng. Ừ, nhân viên văn phòng. Còn anh? Dạ, còn em là Minh Ngà. Cái nghề của em thì bên là kỹ thuật viên. Đội mình tên gì? Tên là May Mắn. May mắn, bên kia tỷ lệ thì bên đây may mắn. Hợp lý rồi, nói gì nữa. hợp lý. Và xin chúc cho đội của mình thật nhiều may mắn ngày hôm nay. Xin mời anh chị về vị trí. Và như vậy là chúng ta vừa làm quen với hai đội chơi tỷ lệ may mắn. Anh ơi, đọc cách dài ra cho thành hai đội anh ơi. Anh đọc ra thành tên chương trình. Không, tại vì anh đọc tỷ lệ cách rồi may mắn là hai đội. Còn anh đọc tỷ lệ may mắn là tên chương trình, tụi em không đồng ý à? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần chơi với hai đội tỷ lệ và may mắn. Hợp lý. Và trước khi đến với câu hỏi đầu tiên, xin mời hai đội chơi xem qua đoạn video sau đây. Xin mời. Thank you.
và đó chính là Yuri Gagarin, nhà phi hành gia người Nga được công nhận là người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay vào vũ trụ năm 1961. Và kể từ đó đến nay thì thế giới đã chứng kiến rất nhiều lần chinh phục không gian khác nhau để giúp con người có thêm nhiều nghiên cứu thú vị về những gì nằm ngoài trái đất của chúng ta. Và không biết là hai đội chơi có đoán được Tấn Phát sẽ hỏi câu gì không ạ? Em nghĩ là hỏi tên con tàu. Tên con tàu là tên gì đúng không? Cũng có thể. Anh? Theo dõi cái chương trình này thì nhiều khi mà cái câu hình ảnh lên thì nhiều khi mà không liên quan với nhau. Không liên quan với nhau, không liên quan với nhau. Không liên quan với nhau. Anh trả lời vậy là chứng tỏ anh theo dõi chương trình rất là kỹ luôn. Và nội dung của câu hỏi số 1 như sau. Trong tháng 7 năm 2021, tỷ phú nào là người đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ? A. Jeff Bezos. B. Richard Branson. Một câu hỏi rất là thời sự. Nếu như chúng ta có quan tâm theo dõi thời sự thì chắc hẳn chúng ta sẽ biết. Câu này có dữ kiện nào để mà mình đưa ra được đáp án không? Câu này em cũng có dữ kiện nữa. Con bán sáng cá. Úi là bán tiền. Con không có dữ kiện. Không có luôn hả? Dạ. Không có, giờ mình nhờ đi. Trời, anh Phi là anh rành nữa. Các kiểu vũ trụ lắm. Ủa, mọi người ơi, mình đang nói về chuyện phi hành gia đúng không mọi người? Thì đúng rồi, cái này lĩnh vực của anh mà. Nó cũng bay hết. Cái này bay, cái nào đó, bay cái này là bay anh rành lắm. Thế tôi biết là hai ông này đều là tỷ phú hết. Dạ. Và hai người này đều có những cái dự án về việc là đem người ra khỏi trái đất. Nói thì ghê quá. Lên chương trình bay là thì ra đó, khỏi trái đất chưa? Du hành vũ trụ. À, nhưng mà đó, du hành vũ trụ thì nghe nó quá chính thống. Còn dạ, kiểu đem người ra khỏi trái đất nghe nó quê không? Giống kiểu của anh ghê chưa? Kiểu anh nói là một đi không có trở về. Đi mình phải có khứ hồi nữa. Hai người này đều là tỷ phú nhưng mà tôi thì tôi thiên về đáp án A hơn. Tại vì về chỉ số giàu có thì anh Bezos thì giàu hơn, ảnh là một trong những người giàu nhất thế giới top 1 nha. Còn Branson thì chỉ nằm trong top mấy trăm á. Theo tôi, tỷ phú A sẽ lên cái chuyến bay đó và rời khỏi trái đất sớm hơn cho anh tỷ phú B. Đối với anh Phi thì ai nhiều tiền thì người đó sẽ bay ra khỏi trái đất sớm hơn. Tại vì thật ra Jeff có một lần tôi Phi nghiên cứu, tại vì anh này là chủ của cái công ty cái chuỗi bán hàng Amazon. Thì anh có một cái lần trả lời phỏng vấn là từ nhỏ anh đã có ước mơ được bay ra không gian thì đó lý do tại sao anh làm ra một cái công ty và những cái dự án liên quan tới cái chuyện đó. Thì với một cái người tỷ phú giàu nhất thế giới và muốn thực hiện cái ước mơ hồi 5 tuổi của mình thì nghĩ điều đó hợp lý. Đó là lý do tại sao Phi chọn câu A. Em thì lại bảo vệ đáp án B nhiều hơn. Theo em được biết thì tỷ phú Richard Branson này á là người Anh và ông cũng là người thành lập ra công ty hàng không hợp du hành vũ trụ vào năm 2004. Thì em nghĩ là với một cái tỷ phú vừa có nhiều kinh nghiệm về ngành bay và hơn hết nữa là ông là người đầu tiên bay ra khỏi đại dương bằng khinh khí cầu, người đầu tiên nha, và người đầu tiên vượt eo biển bằng ô tô, tỷ phú cộng với cái kinh nghiệm của họ thì em nghĩ là họ sẽ là người đầu tiên bay vào vũ trụ vào tháng 7 năm 2021. Nếu như những gì em kể thì ông Richard Branson này ổng có cái máu khám phá ha. Dạ đúng rồi. Thích đi chu du rồi bay lượn các dạ, kiểu cảm giác mạnh. Ổng còn một cái vụ nữa là ổng nhảy ra khỏi một cái tòa nhà chọc trời á. Đúng rồi, đúng nhảy rồi. Dù nha. Đúng rồi. Nhảy dù thường nhảy dù người ta nhảy máy bay không? Anh giàu quá mà anh còn có chút chính kiến nữa cho nên anh quyết định chơi trò đó. Là cái trò đó vì lúc mà Phi đọc nó wow. Sốc dữ vậy. Kinh khủng ha. Ừ. Nhưng mà em chọn B. Em dạ, chọn B. Anh thì gì đồng tiền, chọn A. Có tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm của em là 100% cho đáp án B. Anh Phi có chắc chắn 100%? 300% ạ. 300% ạ. 300% ạ. 300%. Còn một chưa ảnh hưởng gì, mình cứ nói gì nói tụi em, nói gì nói tụi em, nói gì nói tụi em, nói gì nói tụi em. Trời em may mắn thì sao? Mình tin ai hơn? Em có đọc thông tin là như là anh Bezos mới bay vào vũ trụ trong vòng 7 ngày hay sao đó. Ừ. Mà như em không nhớ là cuối tháng 7 hay là qua tháng 8 mà. Và một thông tin nữa là cả hai tỷ phú này đều bay vào vũ trụ. Cái vấn đề là ai bay trước thôi. Chính xác. Còn đội của mình? Rồi em thì em tin anh Phi, con B. Con B. Hả? Anh A mà anh chọn em hả? Đang cho anh một cú lừa đó. Ôi đội tỷ lệ. Đội tỷ lệ nó làm tôi đổ lề. Đội tỷ lệ nó làm tôi đổ lề. Tin tôi mà chọn câu B. Ok, cảm ơn các bạn. Nhưng mà thật ra là em có một cái thông tin nữa là hồi nãy anh có nói là bay vào vũ trụ 7 ngày hả? Trong vòng một tuần hay sao? À dạ sai rồi, bay lên bay đi khứ hồi luôn là có mười mấy phút à, chứ đâu ở trên lâu bay lên ngắm cảnh anh ơi, còn mà lên mà dạ, kiểu mà định cư là mấy anh trên cái trạm khác dạ, mấy anh này chỉ bay ra khỏi nhìn trái đất kìa rồi về thôi. Còn mà đi một thời gian dài là bên nhân viên bên trạm vũ trụ quốc tế dạ, NASA rồi đúng các rồi kiểu. Và 10 giây dành cho hai đội chơi bắt đầu.
và 10 giây đã trôi qua. Xin mời đáp án của hai đội chơi. Tôi thì tôi thiên về đáp án A hơn. Từ nhỏ anh đã có ước mơ được bay ra không gian. Thì với một cái người tỷ phú giàu nhất thế giới và muốn thực hiện cái ước mơ hồi 5 tuổi của mình thì nghĩ điều đó hợp lý. Ông là người đầu tiên bay ra khỏi đại dương bằng khinh khí cầu và người đầu tiên vượt eo biển bằng ô tô. Tỷ phú cộng với cái kinh nghiệm của họ thì em nghĩ là họ sẽ là người đầu tiên bay vào vũ trụ vào tháng 7 năm 2021. Đó là sự khác biệt ngay ở câu hỏi đầu wow, tiên. Wow, hay quá. Và đội tỷ lệ đã chọn đáp án B, đó chính là Richard Branson. Đội may mắn đã chọn đáp án A, đó chính là Jeff Bezos. Và để xem ai sẽ mang về 2 triệu đồng tiền thưởng đầu tiên. Xin mời kết quả. Nó giàu nhất mà không có phóng khoáng. Có 2 triệu mà cũng tiếc với đội bên đây. Tỷ phú Jeff Bezos thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ của mình sau tỷ phú Richard Branson 9 ngày. Và như vậy là đáp án B đã mang về cho đội tỷ lệ 2 triệu đồng tiền thưởng. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Lê Lộc. Và kẻ gây rối là diễn viên Hoàng Phi. Câu đầu không sao mọi người, 2 triệu rồi không sao. Mình còn mấy câu sau nữa. Nó giúp câu hỏi số 2 là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Và ca dao tục ngữ của Việt Nam thì rất là đa dạng, rất là phong phú. Nhiều khi chúng ta nghe những cái câu đó ông bà cha mẹ mình truyền miệng lại, mình nghe nó quen thuộc, mình nghĩ là đúng nhưng chưa chắc. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án chương trình đưa ra mà thôi. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Và câu hỏi nội dung như sau: điện từ còn thiếu vào chỗ trống, con cá đối bỏ trong cối đá, con mèo cái nằm trên mái kèo, trách cha mẹ em nghèo, anh nợ phụ ba chấm. A là tình em, B là lòng em, C là duyên em. Theo sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 1 nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tái bản lần thứ 8 năm 2011. Với câu hỏi này thì Tấn Phát nghĩ là không làm khó được hai đội chơi của chúng ta đâu. Em nghĩ là B. Chị nghĩ là B, đó chính là lòng em. Tại sao ạ? Bởi vì em đọc em nghe nó xuông câu. Đọc thấy xuông câu nhưng chưa chắc nha. Nhiều khi mình đọc mình thấy nó xuông tai, nó thuận tai, nhưng mà cái đáp án chính xác nó lại làm mình bất ngờ đó. Dạ sao? Muốn bàn với đồng đội mình hay là cố vấn trước? Cố vấn. Cố vấn. Cố vấn. Rồi bây giờ muốn nghe ai? Phi, anh Phi mấy này hay lắm. Gây rối quá trời, nãy giờ ai mà chọn tôi nữa. Anh Phi ơi. Ôi à, đây luôn là bộ câu tôi sợ nhất, ca dao tục ngữ. Phi thì Phi nghĩ là duyên em, cái duyên cái nợ nghe nó sâu sắc hơn, nó tan nát hơn. Còn tình em thì cái tình cái kiểu tình hai người sẽ cùng đến được nhau, nó không có chắc chắn. Còn cái duyên á, cái chữ duyên nghe nó nặng nề hơn, nó kéo dài hơn, nó sâu sắc hơn. Vì cái hoàn cảnh gia đình mà phụ đi cái sự liên kết đó thì Phi nghĩ là cái chữ duyên nó sẽ làm cho cái câu đó nó đau thương hơn, nó chạm tới cái bên trong nhiều hơn là cái chữ tình em hoặc là lòng em. Yeah. Lòng thì thường dành cho lòng mẹ chứ ai mà lòng em. Đúng, cũng đúng. Tại vì nếu mà lòng thì nói về tình cảm gia đình. Đúng không? Cha ba cái này nè, tình là tình cha. Dạ. Tình cha, lòng mẹ, duyên em. Nó hợp lý hơn. Nhưng mà em nghĩ tình nó cũng hay hơn. Bởi vì là sao? Mình đang nằm ở trong câu hỏi là về ca dao tục ngữ. Cái phần tình nó đậm đà hơn cái phần duyên. Nếu như mà nói ở ngoài đời, duyên nợ, ok. Còn ở đây mình đang ở trong câu hỏi là về ca dao tục ngữ thì gieo vần, cách gieo vần làm sao cho nó ngọt và nó hợp lý thì em nghĩ là cái tình nó sẽ đậm đà hơn. Cái nào nghe nó cũng hợp lý chứ. Quan trọng là cái đáp án nào mới là chính xác. Các bạn thì nghĩ ai là đúng? Đáp án A, tình em là đúng. Tình em là đúng. Trách cha mẹ em nghèo, anh nợ phụ, tình em. Thường trong văn học là trong những cái bài hát thì cái chữ tình em nó cũng sử dụng nhiều đúng không? Bài Chim Trắng Mồ Côi bạn thuộc không? Dạ không, không thuộc hả? Tình anh như nước, nước con sông dài à. Con nước về cho cây trái trổ bông. Trời ơi em mặc bộ đồ đó em hát cái bài đó nó hợp lý quá Lộc ơi. Đi anh khen em quê. Quê em... hương á, nhìn cái nét em quê hương, quê hương, quê hương. Em không có quê, sao khi em nói vậy đâu. Cái quê hương em hiểu không, cái sự quê hương chứ không phải là quê sản gì đâu. Em đừng có nghĩ xấu về cái câu nói của anh vậy. Lê Lộc và anh Phi cho tỷ lệ phần trăm đi. Tôi nghĩ duyên nợ sẽ được 80%, tôi tin 80%. 80% là duyên em, không có duyên nợ anh. Không, cái chữ nợ là chữ để tôi lòng tin thôi. Lòng tin cho cái phần của tôi thôi. Đậm đà 90% là tình em. Tình em 90%, tỷ lệ cao hơn nữa. Anh nghĩ đáp án nào chính xác? Em thì đang phân vân giữa tình em với lòng em mà mà lòng em là coi như hai cố vấn loại hết rồi. Chỉ còn A hoặc C thôi. Nếu như mà còn phân vân thì Tấn Phát sẽ dành cho hai đội 10 giây suy nghĩ. Xin mời.
30 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Phi thì Phi nghĩ là duyên em. Cái duyên, cái nợ nghe nó sâu sắc hơn, nó đau thương hơn, nó chạm tới cái bên trong nhiều hơn là cái chữ tình em hoặc là lòng em. Nếu như mà nói ở ngoài đời, duyên, nợ, ok. Còn ở đây mình đang ở trong câu hỏi là về ca dao tục ngữ thì gieo vần, cách gieo vần làm sao cho nó ngọt và nó hợp lý thì em nghĩ là cái tình nó sẽ đậm đà hơn. Cả hai đội đều chọn đáp án A, đó chính là tình em. Theo lời của diễn viên Lê Lộc, tại sao vậy? Tại sao lần này mình lại quyết định tên Lê Lộc với anh? Anh đừng hỏi vậy, người ta nói lần trước tên em nữa, em đau lòng anh ơi. Này là đáp án cuối cùng do đội em thảo luận hay là nhờ sự góp ý của chị Lộc? Nếu như câu này Lê Lộc sai thì sao? Thì thôi, tình mình không sao. Thì thôi chứ giờ sao vậy? Thì đó. Kết quả của chúng tôi sẽ được biết sau ít phút giải lao. Xin mời. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với Tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi như sau: điện tử con thiếu vào chỗ trống, con cá đối bỏ trong cối đá, con mèo cái nằm trên mái kèo, trách cha mẹ em nghèo, anh nợ phụ. Ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. C, duyên em mới là đáp án chính xác. Anh biết anh chọn. Sao giờ? Lục đục rồi, nó bỏ lục đục rồi. Câu này là ai chọn? Em kêu anh chọn. Em kêu anh chọn. Giờ lỗi anh kỹ thuật rồi. Lỗi kỹ thuật. Hết may mắn rồi. Bây giờ tỉnh táo lên nhanh nha. Và như vậy đáp án C, duyên em đã không mang về tiền thưởng dành cho hai đội chơi. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Hoàng Phi. Và kẻ gây rối là diễn viên Lê Lộc. Lộc câu không? Này lỡ câu này câu sao nha. Ủa Lộc hả? Nhìn chứng chạc quá không nhận ra. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 3. Quốc gia nào thiết lập kỷ lục thế giới với tốc độ truyền dữ liệu 319 terabit trên giây qua sợi cáp quang được công bố trên tạp chí International Conference on Optical Fiber Communication năm 2021? A là Australia, B là Mỹ, C là New Zealand và D là Nhật Bản. Một câu hỏi quá khó với Tân Phát. Không biết là đối với anh chị thì sao ạ? Chắc câu này là may mắn cho anh kỹ thuật viên rồi. Đúng rồi, anh làm kỹ thuật mà. Câu này mình biết không anh? Em có lẽ em phân vân giữa... Phân vân là có cơ sở. Australia với Nhật Bản. Australia với Nhật Bản, tại sao vậy ạ? Theo em thường thấy thì những nước này là đi đầu vào những công nghệ rất là sớm. Dạ, yeah, hợp lý, có cơ sở. Chị thì sao, đồng ý với anh không? Em đồng ý. Đồng ý. Mình giả bộ mình cho một cái đóng góp gì để cho cái đồng đội của mình đi chị. Khúc này chưa xích mít đâu, cái khúc bấm chọn mới xích mít, còn khúc này bình thường lắm. Chưa, khúc này họ đồng điệu lắm. Hai bạn thì sao? Mình nghiêng về đáp án nè. Tại vì Nhật thì nó đứng đầu về cái công nghệ á. Ừ. Nên là em quyết định là B. Còn bạn thì sao? Em cũng nghĩ là đáp án Nhật Bản. Nhật Bản. Rất nhiều người chơi của chúng tôi đã nghiêng về đáp án Nhật Bản. Không biết là bạn có vấn thì sao ạ? Ai ủng hộ cho đáp án Nhật Bản ạ? Em nha. Rồi mời Lê Lộc. Nhưng mà ngoài Nhật Bản em còn phân vân với New Zealand nữa. New Zealand. Nhưng mà em nghĩ là New Zealand thì là phần trăm không nhiều, bởi vì em được biết thông tin là New Zealand về tốc độ truyền internet thì đứng thứ 26 ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và đứng thứ 24 của thế giới. Còn về Nhật Bản thì em không biết là xếp hạng thứ mấy chính xác, nhưng mà em được biết một cái thông tin rất là quan trọng là Nhật Bản là một cái nước sáng lập ra nhiều tập đoàn IT lớn, đúng không ạ? Sony, Toshiba với lại Toyota, Panasonic thì, dạ đúng rồi, toàn những tập đoàn lớn thôi. Mà tập đoàn lớn như vậy thì phải có nhiều yếu tố, con người, nền công nghiệp này kia nọ, nhiều thứ lắm. Mà cái điều quan trọng nữa là trong khi mỗi quốc gia khác đang sống trong cái làn sóng là công nghệ hiện đại 4.0 thì Nhật Bản đang tạo ra một cái làn sóng mới, đó là xã hội siêu trí tuệ, gọi là được xây dựng bởi nhiều yếu tố công nghệ kỹ thuật nhiều hơn, về phân tích dữ liệu, về con người, về nhân đạo trí tuệ, vân vân và vân vân. So sánh giữa bốn quốc gia này thì em nghĩ Nhật Bản là đang trội hơn hết. Em dành tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? Nhật Bản thì em cho khoảng tầm 80%. 80%. Và New Zealand thì bao nhiêu? New Zealand thì em cho khoảng tầm 75%. Đó là ý kiến của Lê Lộc, còn anh Phi thì sao ạ? Ra tôi cũng định chọn Nhật Bản, tại vì sushi ở đó rất là ngon. Cho nên tôi nghĩ tốc độ điều trị sẽ nhanh. Thật ra thì New Zealand thì cũng không nằm trong cái đáp án của Phi. Phi cũng không nghĩ New Zealand là nơi có thể có được cái kỷ lục này. Dạ. Australia thì Phi cũng không tin lắm, nhưng mà có một cái thông tin Phi đọc, hình như là Australia này có một cái thử nghiệm là download hình như là hơn 1.000 phim trong thời gian 1 giây.
có nghĩa là cái tốc độ cực cao, nhưng mà cái đó chỉ là một cái nghiên cứu nhỏ thôi, nhưng mà nó không biết là nó có ảnh hưởng gì tới cái chung này không. Nhưng mà Phi Thiên về Mỹ, Nhật Bản với Mỹ, Nhật Bản thì nãy giờ mọi người đã nói quá nhiều rồi. Về đồ điện tử, về các thứ thì hàng đầu không nói rồi, nhưng mà Mỹ thì Mỹ cũng đang có trong tay một cái thứ rất là quan trọng, đó chính là thung lũng Silicon. Đó là nơi tập trung rất nhiều tập đoàn công nghệ lớn như là Google, như là Apple, như là Facebook. Thì Phi nghĩ là với một cái khu vực tập trung nhiều cái công ty lớn, những cái tập đoàn lớn về về mạng xã hội, về thì Phi nghĩ Mỹ sẽ là một trong những quốc gia đáng gờm. Tỷ lệ phần trăm anh dành là bao nhiêu ạ? Tỷ lệ phần trăm tôi dành cho Mỹ là 70 nha. 70%. 70%. Và chỉ một đáp án Mỹ thôi. Nhật Bản thì tôi không chọn chung, tại tôi không thích chọn chung với lại bên hội phụ nữ. Nhưng mà em có tỷ lệ phần trăm trong Mỹ đó. Có không? Có. Vậy tôi cũng chọn Nhật Bản luôn nha, tôi chọn 10%. 10% cho Nhật Bản. Chọn dằn mặt bên đây thôi ạ. À. Tôi vẫn tin ở Mỹ. Tại vì công nghệ của Mỹ thì không thể nào bỏ qua được. Dạ. Nên là có phải có tỷ lệ phần trăm đối với Mỹ luôn. Nhưng mà em dành tỷ lệ phần trăm cao hơn cho Nhật Bản thôi. Dạ đúng không? Rồi. Và 10 giây dành cho hai đội chơi suy nghĩ, bắt đầu. Và 10 giây dành cho hai đội chơi đã hết. Xin mời đáp án của hai đội. Trong khi mọi quốc gia khác đang sống trong cái làn sóng là công nghệ hiện đại 4.0 thì Nhật Bản đang tạo ra một cái làn sóng mới, đó là xã hội siêu trí tuệ. Nhưng mà Mỹ thì Mỹ cũng đang có trong tay một cái thứ rất là quan trọng, đó chính là thung lũng Silicon. Đó là nơi tập trung rất nhiều tập đoàn công nghệ lớn như là Google, như là Apple, như là Facebook. Thì Phi nghĩ là với một cái khu vực tập trung nhiều cái công ty lớn, những cái tập đoàn lớn, thì Phi nghĩ Mỹ sẽ là một trong những cái quốc gia đáng gờm. D. Cả hai đội một lần nữa đã chọn chung một đáp án, đó chính là D, Nhật Bản. Em cảm thấy như thế nào khi cả hai đội chơi tin tưởng vào mình mà không tin anh Phi? Thật ra anh Phi nói cũng có cái đúng, nhưng mà so với cái tỷ lệ phần trăm mà em được biết về cái độ tốc độ truyền á, thì em tin tưởng vào Nhật Bản nhiều hơn. Nếu như câu này anh đúng thì sao anh Phi? Thật thì tôi sẽ cười giống như y chang câu trước vậy đó. Hai người đều chọn lọc rồi bị thua, tôi vẫn sẽ cười hả hê thôi. Và liệu Mỹ hay là Nhật Bản? Ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Và đáp án chính xác đó là Có vẻ như là câu hỏi này không làm khó cả hai đội chơi của chúng ta. Và đáp án D, Nhật Bản đã mang về tiền thưởng dành cho hai đội, mỗi đội 4 triệu đồng tiền thưởng. Người dẫn đường đó chính là diễn viên Lê Lộc. Và kẻ gây rối một lần nữa đó chính là diễn viên Hoàng Phi. nhìn theo hướng anh đã chỉ em. Và sau qua 3 câu hỏi thì đội tỷ lệ đang có 6 triệu đồng. Và đội may mắn đang có 4 triệu đồng. Ngay bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 4 của ông Leonid Stanislavski, 97 tuổi, người Ukraine, được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là vận động viên lớn tuổi nhất vẫn còn thi đấu ở bộ môn nào? A. Đua xe đạp, B. Thể hình, C. Bóng đá, D. Quần vợt và E. Là điền kinh. Một thông tin khá là thú vị. Câu này em thấy nó lạ, chắc chưa đọc được thông tin. Chưa đọc được thông tin đúng không? Bây giờ mình muốn nghe cố vấn từ ai? Về thể thao chắc em nghĩ em nhờ anh Hoàng Phi tư vấn giùm em. Mời anh Hoàng Phi ạ. Vừa vô đọc nhau 5 câu trả lời thì tôi muốn chọn thể hình, tại vì câu thể hình là câu sốc nhất của ông. Chơi tạ thì mới tạo được tiếng vang cho thế giới đúng không em? Dạ. Người lớn tuổi mà chơi tạ nó không hợp lý. Nó không hợp lý lắm. Dạ. Thật ra Phi nghĩ về quần vợt và điền kinh. Mình nghĩ hai môn đó, bóng đá thì rất khó. Cụ ông 97 mà vô tham gia bóng đá thì chắc đá cho cụ ông chắc không còn sức mà chạy, tại vì bóng đá nó rất va chạm. Còn điền kinh, nếu như gọi là đi bộ, chạy bộ hay là marathon gì đó thì dễ, tôi sẽ chọn đáp án đó. Nhưng mà cái chữ điền kinh nó lại làm cho Phi nghĩ tới một cái cường độ thi đấu căng hơn, nó đòi hỏi nhiều thứ hơn, cho nên Phi không nghĩ là cụ ông 97 tuổi có thể tham gia được bộ môn này và giữ được. Nhưng nếu như là cái bộ môn điền kinh này, một cuộc thi về điền kinh tổ chức cho toàn những người cao tuổi thì sao anh cũng có thể chứ? Cái tốc độ của họ cũng không có phải là cạnh tranh nhiều như những người trẻ của chúng ta. Thật ra có một lần Phi có một cái người lớn tuổi, như là không phải ông này, và ông được gọi là như là mũi tên vàng hay sao á, tia chớp vàng chứ. Tia chớp vàng được nói theo cái anh vận động viên điền kinh gì đó, Usain Bolt gì đó, cái anh mà siêu tốc độ á. Dạ. Hình như là không phải ông này cho nên Phi sẽ không chọn điền kinh.
Phi không tin vào cái đáp án đó lắm. Phi vẫn tin vào cái đáp án quần vợt, nhìn nó rất nhẹ nhàng và nó rất thanh lịch, phù hợp với một cụ ông 97 tuổi người Ukraine các bạn ạ. Thật ra thì hồi nãy anh Phi bỏ qua cái đáp án B thể hình thì em cũng hơi tiếc, bởi vì thể hình theo như em được biết thì cũng có nhiều cụ ông cụ bà có những thành tích về thể hình ở độ tuổi cao. Và ở Việt Nam mình cũng có một cụ ông sinh năm 1936, nói chung là hiện tại ông cũng hơi lớn tuổi rồi, nhưng ông vẫn đang hoạt động ngành huấn luyện viên về thể hình. Và em cũng đang phân vân với một chi tiết nữa là đáp án A, đua xe đạp. Đua xe đạp thì phù hợp với mọi lứa tuổi luôn, nhưng so với các môn thể thao còn lại thì đua xe đạp có vẻ nhàn hạ nhưng bảo vệ sức khỏe nhiều nhất về tim mạch, về thần kinh, về các bệnh về xương khớp này kia nọ. Và điển hình cụ thể là ba em hiện tại thì cũng gần 70 tuổi rồi, chơi tennis từ rất lâu rồi, mười mấy 20 năm luôn rồi, nhưng lớn thì ba em chạy không nổi nữa bởi vì đầu gối xương khớp thì nó không được bảo đảm an toàn. Thì sau này thì ba em có đạp xe đạp vừa bảo vệ môi trường cũng như là tăng cường cái hệ miễn dịch cho ba nữa. Thật ra hồi nãy anh cũng có nghĩ tới chuyện đua xe đạp nhưng anh không chọn, tại vì anh thấy nó đối kháng quá, một người lớn tuổi mà dùng tới chữ đua. Em cũng hay quan sát thì thấy cũng có rất là nhiều những nhóm cô chú lớn tuổi mặc đồ thể thao mà đua xe đạp trên đường á, thì họ đua với nhau cùng lứa tuổi với đúng họ rồi, thôi chứ đâu đua với anh đâu. Không, đạp thôi nha, đạp xe đạp thì nghe hợp lý chứ còn đua xe đạp là khác nha. Cái chữ đua nó làm cho cái bộ môn nó đối kháng hơn. Nhưng mà thật ra nó cũng phải giới hạn, nếu trong cuộc đua đó cũng phải có độ tuổi phù hợp đúng đua rồi. Với nhau chứ đâu thể nào mà nói ba em đua với anh được. Một cái người lớn tuổi khi mà tham gia bất kỳ môn thể thao gì để làm gì? Giữ sức khỏe, giữ tinh thần, tim mạch các thứ, chứ nó không thiên về đối kháng cục quần vợt. Hai người đứng ở hai bên lưới và không có phải va chạm hay có một cái đối kháng. Nhưng mà thật ra nó cũng đang để dẫn đến chấn thương đó. Phi nghĩ là vậy, nó sẽ vẫn an toàn hơn với những cái bộ môn kia. Ba em và anh hai em hồi xưa đều có chơi luôn thì em biết là tennis là phải chạy rất nhanh. Đúng rồi. Nhiều khi người ta đứng lưới đây đúng không? Người ta thả nhẹ cái lưới trái banh nằm đây, bạn đứng đằng kia, bạn phải chạy thật nhanh tới, bạn dớ còn không là bạn thua. Tốc độ đối với tennis nó cũng rất là nhanh, còn đua xe đạp là tốc độ nó đều. Vậy là thì mình có thể kiểm soát được. Em chưa coi giải quần vợt mấy người lớn tuổi rồi. Hai bác đứng hai bên đánh 6 tiếng chỉ một động tác. Cái đó tập dưỡng sinh anh ơi. Thì cũng được. Dưỡng sinh. Cũng được. Dưỡng sinh. Thì nói chung là bộ môn nào cũng hợp lý, cũng có cơ sở hết. Anh Phi có vẻ đáng tin tại vì ở dưới nơi em sống thì em thấy em đa sống số ở đâu? Khu nào? Em sống ở Đồng Nai. Đồng Nai. Dạ, đa phần người lớn họ sẽ chọn bộ môn quần vợt để thể thao. Đua xe đạp thì cũng có nhưng mà nó lại nằm ở cái khoảng độ tuổi trung niên hơn là so với lại những cái lứa tuổi cao tuổi. Còn đồng đội của mình? Em cũng nghĩ là quần vợt, thì những cái động tác đó, nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng thì nó phù hợp với xương khớp với lại tim mạch của cái độ tuổi này hơn. Ê chị ơi, chị nói uyển chuyển nhẹ nhàng coi chừng chị lộn cầu lông không? Thì tennis nó mạnh lắm chị ơi. Nói cái cây vợt thôi rất là nặng rồi. Tennis nó mạnh lắm chị. Tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? Cho em đáp án B là tầm 70%, nhưng đáp án A em cho 95%. 95% cho quần vợt, thể hình thì tôi chọn cho vui 5%. Tôi thích hình ảnh một của ông tập tạ. Anh cho tôi nghĩ anh tiếng quá vậy. Sẽ không có giả gì đâu, cho nên tôi chọn 5% cho lòng tin của tôi thôi. Và như vậy là chúng ta đã có tỷ lệ phần trăm rồi. Chúng ta hãy có 10 giây suy nghĩ kỹ lại một lần nữa nha, vì câu hỏi này cũng có giá trị tiền thưởng rất là cao. Xin mời. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Phi vẫn tin vào cái đáp án quần vợt, nhìn nó rất nhẹ nhàng và nó rất thanh lịch, phù hợp với một cụ ông 97 tuổi người Ukraine các bạn ạ. Đua xe đạp thì phù hợp với mọi lứa tuổi luôn. Và điển hình cụ thể là ba em chơi tennis từ rất lâu rồi, nhưng lớn thì ba em chạy không nổi nữa bởi vì đầu gối xương khớp thì nó không được bảo đảm an toàn. Thì sau này thì ba em có đạp xe đạp vừa bảo vệ môi trường cũng như là tăng cường cái hệ miễn dịch cho ba nữa. Một lần nữa cả hai đội đã có trùng đáp án. Không biết là cả hai đội có mang về tiền thưởng giá trị 16 triệu đồng hay không? Xin mời kết quả. Và đáp án chính xác đó là... chúng ta sẽ được biết sau ít phút giải lao. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi về thể thao như sau. Của ông Leonid Stanislavski, 97 tuổi, người Ukraine, được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là vận động viên lớn tuổi nhất vẫn còn đang thi đấu ở bộ môn nào, thì cả hai đội đã chọn đáp án là quần vợt. Ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Xin mời. Và kết quả của chúng tôi
sẽ được tiết lộ qua một đoạn video sau đây. Xin mời hai đội. Меня зовут Леонид Яковлевич Станиславский. Мне 97 лет. Я родился 22 марта 1924 года. Самая большая мечта – это прожить еще несколько лет. Хотя бы до 100. Люди говорят, живи до 120. Ông Leonid đang tiếp tục luyện tập tích cực để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới năm 2021 diễn ra tại Tây Ban Nha. Và Tấn Phát có xem qua cái thông tin của ông này thì ông có một cái ước nguyện, đó chính là ông được một lần đấu giải với thần tượng của ông, đó chính là Roger Federer. Tinh thần đánh với anh đó thì chắc tội nghiệp anh đó lắm. Nhường thì quá mất cái danh dự của một cái người đẳng cấp thế giới, dạ. Còn không nhường thì chắc bác kia chắc tôi nghĩ không chịu nổi đâu. Nhưng mà việc mà bác 97 tuổi và bác vẫn còn xách giọt và bước ra ngoài sân để tìm cái niềm vui trong thể thao thì cái điều đó là quá tuyệt vời rồi. Và như vậy là đáp án D, quần vợt, đã mang về cho mỗi đội 8 triệu đồng tiền thưởng. Wow. Và sau qua 4 câu hỏi thì đội tỷ lệ đang có 14 triệu đồng. Và đội may mắn đang kém may mắn hơn chút xíu thôi. Các bạn đang có 12 triệu đồng. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Hoàng Phi. Thật bất ngờ, thật bất ngờ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Một nét giả trăng. Trời ơi, vui thật thì chứ muốn gì nữa. Và kẻ cây đói là diễn viên Lê Lộc. Thiệt quá trời, thiệt quá trời kìa. Nội dung câu hỏi số 5 sẽ được tiết lộ qua một đoạn trailer sau đây. Xin mời hai đội ạ. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Đây là trailer bộ phim hoạt hình Sing 2. Call me on my cell phone. Guys, we're on right now. Now? Stop. I need big shows, big ideas. Hey, I have a big one with Clay Calloway. Whoa, whoa, whoa. You know Calloway? Clay Calloway is a recluse. No one's seen him for 15 years. I'll give you 3 weeks to get this show up and running. I won't let you down, sir. Better not, or I'll throw you off the roof. Sing. Tựa Việt là Đấu trường âm nhạc phần 2 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2021 và trước đó vào năm 2016. Ở phần 1 thì bộ phim này đã làm mưa làm gió với hàng loạt những bài hát được thể hiện qua giọng ca động vật độc nhất vô nhị. Các bạn, các anh chị có đoán được tôi phát sẽ hỏi câu gì không ạ? Phải chờ về sự may mắn của câu hỏi thôi. Chờ sự may mắn. Em nghĩ là chương trình sẽ hỏi là có bao nhiêu con thú ở trong cái phim hoạt hình này. Quá coi thường chương trình. Anh quá coi thường chương dễ trình. Quá, anh, tôi dễ quá. Tôi thấy đếm rất dễ cho nên tôi anh quá coi thường chương trình. Ví dụ người ta sẽ hỏi là chú nhím đang đứng trên sân khấu có bao nhiêu cọng lông chĩa ra ngoài. Và nội dung câu hỏi số 5 như sau. Loài vật đầu tiên của Việt Nam được Google cho ra mắt mô hình thực tế tăng cường AR 3D hồi tháng 7 năm 2021 là loài vật nào? A là rùa hầu gươm, B là xéo đầu đỏ, C là sao la, D là TT, E là vọc cắt bà và F là hưu sao. Ủa, clip đó là chiếu giải trí thôi anh. Một cái clip quá trời động vật luôn. Một câu hỏi liên quan tới động vật mà. Tuyệt vời, đầu tôi đang nghĩ về phim không luôn. Không, lý tôi hỏi một câu. Đều là những con vật đang nằm trong diện là được bảo tồn. Vậy nên là để Google cho ra mắt một cái mô hình thực tế như vậy thì cả 6 đáp án con nào cũng đều có thể. Cho nên là rất là khó. Bây giờ nhờ sự trợ giúp đi ạ. Mấy cái loài vật là anh Phi. Mấy cái loài vật là anh Phi. Mấy cái loài vật là anh Phi. Điển hình mất 5 giây. Phải. Em đang dễ hơn đúng không Lộc? Không, anh Phi chuyên, chưa nói hết, chuyên về thế giới động vật. Ok. Thôi giúp đẩy em Út đi, anh nói trước đi anh. Anh chưa hả? Dạ. Khi mà nói đến rùa gươm trong những cái sự tích như lê lợi, chả gươm này các thứ thì rùa hồ gươm còn được đánh giá là một trong những cái thực thể rất quý và chỉ còn hình như là vài cá thể trên toàn thế giới thôi. Và trên thế giới chỉ có 3 cá thể rùa hồ gươm thôi. Đúng rồi. Việt Nam mình đang có 2 cá thể. Rất quan trọng nha, chỉ còn rất ít thôi. Thứ hai là xéo đầu đỏ, là chim thuộc dạng chim lớn và chim bay cao. Thì Phi chọn xéo đầu đỏ, Phi nghĩ xéo đầu đỏ là tại vì đây là một cái loài cũng nằm trong danh sách bảo tồn rất nhiều. Tại vì theo một cái thống kê thì số lượng xéo đầu đỏ mà quay về Đồng Tháp hiện giờ chỉ còn có vài chục cá thể thôi. Dạ. Trong phim Đất Phương Nam các bạn cũng có thấy cái hình ảnh đó đúng không? Đó, nhưng hình ảnh rất đẹp đó thì sau này nó bị giảm lại quá cho nên đó lý do mà Phi cũng chọn nó. Nếu mà phía Bắc có rùa hồ gươm, phía Tây, miền Tây có xéo đầu đỏ thì khu vực Trường Sơn chúng ta có sao la.
một cái con được sử dụng cho biểu tượng của SEA Games. Là do cái sừng của nó, cái sừng của sao la nó chỉa làm hai đó, như là biểu tượng của sự chiến thắng cũng như là Việt Nam vậy đó, kiểu vậy. Ba con này là ba con mà có khả năng. Cho em chọn á, thì em sẽ loại cái đáp án F trước là hươu sao. Bởi vì hươu sao là một loại động vật quý hiếm, nhưng mà hiện nay thì đã được đưa vào cái hình thức nuôi thuần dưỡng rồi. Đúng rồi, nó đã được nuôi rồi. Nên là mình sẽ bỏ qua đáp án F. Và Cát Bà thì là một cái loài động vật nằm ở quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Thì hiện nay thì em được biết là chỉ còn có khoảng 60 con thôi. Và loài này cũng là một loài nằm trong danh sách đỏ, danh mục đỏ của tổ chức bảo vệ động vật đối với cái loài này. Thì em lại không đánh giá cao bằng TT. Và em được biết đó là anh biên đạo Quang Đăng cũng đã có biên đạo một cái bài nói về bảo vệ TT. Vũ điệu dễ thương lắm mà. Em có thuộc cái động tác không? Em có thể tỉ phạm Nếu em thuộc em có thể kể lại động tác cho mọi người nghe được không ạ? Bắt đầu tê chân nữa rồi. Đó, vũ điệu TT. Xuất sắc quá, nhìn thấy cái nét tê luôn á. Và bây giờ là một bản tin từ phiên bản rap. Rap on top luôn được trending. Coi trên YouTube có cả trending. Yeah. TT on top như vì dying. Đầu bản sách đỏ nhưng người ta vẫn làm thình 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 thình. Vũ điệu của anh Quang Đăng. Anh nghĩ là anh Đăng nhảy đẹp hơn. Ok, tuyệt vời. Xuất sắc. Thì đúng là anh Quang Đăng nhảy đẹp hơn em rồi. Nhưng mà tại vì mình... Nhưng nhìn mình... cái chân em đi tê hơn anh Đăng. Tôi nghĩ là đáp án C. Tại vì trong năm con đó, con sao la là con khó hình dung nhất. Không rành quá về động vật thì nghe cái con sao la, cái tên nó không thể hiện được cái hình dáng của cái con đó. Yeah. Rùa hồ gươm. Có thể cái con rùa đó nó không phải rùa hồ gươm, nó không phải là một con rùa quý, nhưng mà nghe tới chữ rùa người ta có thể hình dung là con gì. Xéo đầu đỏ cũng vậy. TT thì có khả năng cũng giống như sao la, nhưng mà sao la nó vẫn vượt trội. Vọt Các Bà thì nó là bên con khỉ rồi, mọi người sẽ dễ hình dung. Tôi nghĩ là con sao la. TT phần trăm vẫn cao hơn. TT đi, TT nó là phê hơn. Và để củng cố niềm tin của mình thì Lê Lộc đã quyết tâm là gửi đến cho các bạn một vũ điệu TT. Mà nhìn nó tê chân quá. Cái hồi nãy hả? Dạ. Cái đó tính là kể chuyện em nghe chứ sao mà tính vũ điệu được. Ít ra là cũng có đầu tư vô cái câu trả lời. Cái điệu nhảy là đúng rồi, nhưng mà anh Quang Đăng làm nó nhanh, còn em thì làm xịt xì lô. Nó không có nhịp. Cái nhịp mà tôi thấy cái nhịp tốt nhất là cái nhịp bước từ trong đây bước ra nè, cái chân bước nhịp quỵ là tôi thấy cái đó là nhịp tốt, còn cái kia không được. Và xin tỷ lệ phần trăm ạ. Em vẫn bảo vệ đáp án TT của mình, 95%. 95%. Vi sẽ chọn đáp án C, sao la vẫn tin vào đáp án đó với tỷ lệ là 97%. 97%. Còn các con còn lại thì sao ạ? Dạ. Các con còn lại, chưa. Con nào cũng cần được bảo vệ, dạ. Hết. Mình không cho tỷ lệ luôn ha. Vi nghĩ là những con đó nó sẽ nằm ở tỷ lệ cỡ 50-60%. Tại vì đó là những cái con vật cũng rất là quan trọng với đất nước của mình. Và để có thời gian để mình chọn ra được đáp án chính xác, ngay bây giờ sẽ là 10 giây dành cho hai đội chơi. Xin mời. Và 10 giây đã nhanh chóng trôi qua. Ngay bây giờ sẽ là đáp án của hai đội chơi. Nếu ngoài phía Bắc có rùa hồ gươm, phía Tây, miền Tây có xéo đầu đỏ, thì khu vực Trường Sơn chúng ta có sao la, một cái con được sử dụng cho biểu tượng của SEA Games. TT phần trăm vẫn cao hơn. Và em được biết đó là anh biên đạo Quang Đăng cũng đã có biên đạo một cái bài nói về bảo vệ TT. Lại một lần nữa, cả hai đội đưa ra đáp án trùng với nhau. Đó chính là đáp án C, sao la. Theo lời của diễn viên Hoàng Phi, tại sao về đội tỷ lệ? Thứ nhất là em tin anh Phi. Lại thứ hai, theo anh Phi đưa ra một cái dự kiện là khó có thể hình dung được con sao la. Thì người ta sẽ cho một cái gì đó nó biểu tượng hơn. Dạ, con đội may mắn. Em cũng nghĩ vậy, bởi vì là sắp tới SEA Games á, thì người ta sẽ làm mô hình cho mọi người dễ nhận dạng ra. Mốt đừng kêu tôi nhảy nữa thiệt. Chưa nhảy người ta còn tin. Bắt nhảy xong người ta hết tin luôn. Đừng nói gì quá nhiều, đừng biểu hiện quá nhiều, người ta sẽ không tin mình. Tân Bác chưa công bố đáp án nè, chưa chắc đáp án C là đáp án chính xác. Ngay bây giờ sẽ là kết quả của câu hỏi 32 triệu đồng. Xin mời. Và kết quả của chúng tôi sẽ được tiết lộ qua hình ảnh sau đây. Đó chính là sao la. Và đáp án sao la, đáp án C đã xuất sắc mang về cho mỗi đội 16 triệu đồng tiền thưởng. Và sau 5 câu hỏi thì đội tỷ lệ đang có 30 triệu đồng.
Và đội may mắn đang có 28 triệu đồng. Và người dẫn đường là diễn viên Hoàng Phi. Cảm ơn. Ủa ai là người gây rối đồ này nữa vậy anh? Trời ơi ai nữa anh? Lệ Lộc chứ ai? Trời đất ơi. Và tấm phát xin được bổ sung thêm một số thông tin. Hình ảnh xuất hiện trên thanh công cụ tìm kiếm Google giúp cho người dùng trên toàn thế giới biết đến hình ảnh loài vật quý hiếm đang còn sống trong tự nhiên của Việt Nam. Mô hình thực tế tăng cường ra mắt vào đúng ngày 9 tháng 7, ngày quốc tế Sao La. Đồng thời dịp này Google và tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam WWF còn khởi động chiến dịch giữ lại dấu chân Sao La nhằm nâng cao nhận thức, tuyên truyền mạnh mẽ về sự nguy cấp trong việc bảo tồn loài vật được coi là kỳ lân châu Á này. Và như vậy là chúng ta vừa trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay. Vui có nè, hồi hộp có nè, giận hờn nhau cũng có, và mất tin tưởng nhau cũng có. Mất cười nữa, lúc Lộc nhảy em ngồi em cười quá trời. Cái gì? Em làm cho cái không khí vui lên, mọi người ai cũng vui khi em đứng nhảy hết á. Có, mọi người về coi đi, có cái điệu nhảy đó thiệt, mà tại vì nhiều khi em nhảy nó không có ra. Nhiều khi em nhảy như vậy, người ta coi, người ta lại tìm cái clip gốc người ta coi nhiều hơn, vì em đó. Mà không phải ai cũng được như em đâu. Sao vậy? Hát không xong mà nhảy cũng không đẹp nữa. Nhưng em có sự tự tin. Dạ. Chuyện như vậy mà em vẫn có thể làm, em tự tin tuyệt đối. Anh ngưỡng mộ em Lộc. Không, đó là một cái chiêu thức mà để người dẫn đường và kẻ gây rối của chúng tôi tung quả mù làm cho các bạn hiểu lầm để các bạn không chọn ra được đáp án chính xác. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của chúng tôi mà thôi, chứ thực sự Lê Lộc đâu muốn đâu nè. Dạ, đúng nó muốn. À, thật ra thì có những câu hỏi em không có biết á, thì trong chương trình này nè em biết được thêm, chẳng hạn trong Sao La thật sự em không biết thiệt. Còn đội của mình, đội chiến thắng ngày hôm nay. Em tới đây thì cũng để cố gắng là để học hỏi, thì sau chương trình em cũng học được rất là nhiều kiến thức mới. Ừ, vừa học mà kiếm được mớ nữa chứ. Thôi bạn gạt tôi, bạn gạt tôi. Đầu chương trình bạn nói tới đây có bao nhiêu tiền mà sẽ lấy hết. Tôi còn nhớ luôn cái chữ tỷ lệ đồ nữa nè. Bạn gạt tôi và bạn nói tới đây để vui, tôi không tin. Đồng bạn. Tỷ là rơi lệ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đến với tỷ lệ may mắn, dành cho tất cả quý vị khán giả được những giờ phút giải trí và đặc biệt là cung cấp thêm rất nhiều những thông tin bổ ích. Chúng ta có hẹn vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.